Mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 50%. Đây là tỷ lệ doanh nghiệp vận tải chưa thực hiện kê khai giảm giá cước theo quy định. Mặc dù trước đó Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải kê khai lại giá cước do giá xăng dầu giảm. Các doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải đa phần đều là các doanh nghiệp xe đò ở các tỉnh và thành phố có xe hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại bến xe miền Đông, hiện còn gần 100 doanh nghiệp xe đò hoạt động ở bến xe chưa kê khai giảm giá cước. Tương tự thì tại bến xe miền Tây cũng có khoảng 50% doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định.